Đây là dinh Bảo Đại, nằm ở trên đồi, nhìn ra view Hồ Lách, Bảo Đại. Biệt điện Bảo Đại. Phí tham quan 10.000, dịch vụ lưu trú, cõi voi, chèo thuyền độc mộc. Đây mấy cây sứ to này, mấy trăm năm. Đây, nhìn xuống là view, xuống là view là đường phía dưới này, mấy gốc sứ này. Vài thôi à? Hả? Sao? Ôi tứ à, dưới đây à? Đây là view nhìn xuống Hồ Lách. View nhìn xuống Hồ Lách. Đây là khách tham quan này. Khách tham quan. Đây là view Hồ Lách, view ra cánh đồng. Đây là điểm rất cao nha. Đây là điểm rất cao. Ở dưới kia là thị trấn Liên Sơn, thuộc trung tâm huyện Lách. Đây là view. Đây là diện tích cũng nhỏ thôi. Nói chung xung quanh là những cây trồng lâu năm rồi. Đây là cái nhà của lão đại, Bảo Đại, của đại ở thời xưa này. Giờ thằng này chắc đặt cái sao. Đây là nhà thời xưa vua đại ở này. Bà Lơ Thị Phi Ánh, người tình miền Trung của Bảo Đại. Thờ Lơ Thị Phi Ánh, người tình miền Trung của Bảo Đại, của Bảo Đại này. Hoàng hậu Nam Phương. Hoàng hậu Nam Phương với khăn áo truyền thống phụ nữ Việt Nam. Đây là Hoàng hậu Nam Phương. Ồ. Đây là nhà của Bảo Đại ở này. Hình ảnh này. Phụ nữ mờ nông. Hoàng tử Vĩnh Thị đứng bên mẹ, bà từ cung. Đây là dụng cụ bắt voi rừng này, dây, dây chảo này, dây rừng. Đây hình ảnh của vua Bảo Đại.
trú ở đây. Ở đây là nhìn cũng giống như một nhà thời xưa, nhà cấp 4 cũ này. Bàn ghế này. Đây là view, view nhìn ra Hồ Lách. Đây là có mấy cửa sổ view nhìn ra Hồ Lách. Trong ở đây rất là mát, không khí ở đây mát mẻ vô cùng luôn. Trên cao. Trên này người ta nha, đây này, mấy cái phòng này là người ta kinh doanh lưu trú nha, giống như khách sạn nhưng mà ở ống rồi giờ cũng bỏ luôn. Đây là cái phòng khó rồi. Khó rồi. Chung diện tích ở đây cũng nhỏ. Đứng đây gió mát vô cùng luôn. Chụp sao luôn đó, cô Út cho đi à. Quay lên nữa đi. Gió này gió mát vô cùng luôn. Cao quá, sao mà được. Ở đây này, mình đang nghỉ kinh doanh đâu mà em? Đâu có, anh tỉnh làm. Vẫn quá hả? Mà, dạ. À. À vậy hả? Có còn người lưu trú nữa không? Dạ hả? Ngủ lại được nữa hả? Vẫn còn kinh doanh lưu trú hả? Đây là một tầng, hai tầng, ba tầng. Đồi luôn nha, đỉnh đồi luôn. Ở đây thì diện tích ở đây cũng không to lắm hả? Đây dưới đây xuống là Hồ Lách rồi. Ok, villa bao lại villa. Bảo đại villa. Nghe nhìn đâu vậy?